Thưa quý vị, hành vi xâm phạm bí mật thư tín, bí mật đời tư của người khác bị pháp luật nghiêm cấm. Nhưng hiện nay, nhiều dịch vụ đọc trộm tin nhắn, soi mật khẩu tài khoản mạng xã hội vẫn hoạt động công khai trên nhiều hội nhóm. Các chuyên gia công nghệ cảnh báo khi sử dụng dịch vụ này, người dùng không chỉ đối mặt với các vấn đề về pháp lý mà còn có nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chỉ cần nhập từ khóa đọc trộm tin nhắn trên mạng xã hội, người có nhu cầu sẽ được đưa đến hàng chục hội nhóm với hình thức công khai và bán công khai. Số lượng thành viên tham gia những nhóm này có thể lên đến hàng trăm ngàn người. Dù đa dạng mức giá, nhưng tất cả đều có chung cam kết dịch vụ bảo mật, an toàn, uy tín. Khi thử liên hệ với một tài khoản chuyên cung cấp dịch vụ đọc trộm được tin nhắn, người cung cấp dịch vụ cho thấy mọi thứ rất đơn giản và dễ dàng. Em có thấy trên Facebook á, em đọc tin nhắn của bạn trai em á, nhưng mà Facebook bạn em có bảo mật hai lớp, anh có dùng mà. À, được á, các bạn Zalo đi đưa link cho mình đi. Có cần đặt cọc hay gì không? Không cần đâu, không có lừa đảo gì đâu mà. Được, mình đòi được nít là mình trả được liền. Không lừa đảo gì đâu, vào được tài khoản cá nhân thì trả tiền sau, là lời khẳng định của những đối tượng cung cấp dịch vụ nhằm tăng độ tin tưởng với khách hàng. Tuy nhiên, sau khi gửi link tài khoản cần đột nhập để đọc trộm tin nhắn, thì người này không đòi tiền cọc nhưng lại trở mặt, hăm dọa sẽ báo chuyện này cho chủ tài khoản, rồi đòi tiền im lặng là 3 triệu đồng. Sợ bị lộ chuyện, nhiều người đành ngậm đắng đưa tiền. Ngoài ra, cũng có những đối tượng cung cấp dịch vụ đọc trộm tin nhắn với điều kiện đặt trước từ 30-50% tiền cọc. Khi khách hàng có thể đăng nhập tài khoản để đọc tin nhắn thì mới thanh toán nốt số tiền còn lại. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền như thỏa thuận, các đối tượng lại biến mất, không trả lời tin nhắn hoặc chặn số, chặn liên lạc Facebook của khách hàng. Ngoài việc đối mặt với nguy cơ lừa tiền cọc, tốn tiền, thì theo một số chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật an ninh mạng, để đột nhập được tài khoản Facebook, kẻ xấu thường phát tán những đường dẫn có gắn mã độc. Khi bấm vào các đường dẫn này thì thông tin cá nhân sẽ bị đánh cắp, chiếm quyền sử dụng và từ đó lừa đảo bạn bè của nạn nhân. Khi đã mất tiền vì tin theo các dịch vụ đọc trộm tin nhắn này, người dùng cũng khó có thể truy xuất được nguồn gốc tài khoản đó bởi mọi giao dịch trao đổi đều diễn ra trên môi trường mạng. Thì khi mà mình sử dụng xong các cái dịch vụ nhắn tin thì mình có thói quen là mình đăng xuất khỏi các cái ứng dụng này, tránh cái việc chi gì đăng nhập để mà kẻ tấn công có thể lợi dụng lấy cái thông tin để mà đọc trộm tin nhắn của mình. Mình cũng không nên chia sẻ mật khẩu cho người khác và thường xuyên kiểm tra cập nhật các cái ứng dụng lên cái phiên bản mới nhất để đảm bảo là cái ứng dụng này không tồn tại các lỗ hổng mà khiến cho kẻ tấn công có thể lợi dụng và khai thác nó, lấy cái thông tin của mình và đọc trộm tin nhắn. Ngoài việc tránh để bị các đối tượng lừa đảo, người dân cũng nên nhận biết về hành vi của mình có vi phạm pháp luật hay không. Bởi lẽ mỗi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình, được pháp luật bảo vệ. Việc cố tình tìm hiểu, đọc trộm thông tin của người khác cũng là một hành vi vi phạm pháp luật. Còn nếu mà gây ra những hậu quả nặng nề hơn cho cái người mà bị xâm phạm bí mật uy tín, bí mật đời tư, thì người có hành vi vi phạm còn có thể bị khởi tố, truy tố và xét xử về hình sự đối với tội danh là xâm phạm về bí mật uy tín, bí mật đời tư trái pháp luật. Theo quy định tại điều 159 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức hình phạt có thể lên đến 3 năm tù. Để không phải vừa trở thành nạn nhân lừa đảo vi phạm pháp luật, người dân cần hết sức sáng suốt trước những dịch vụ đọc trộm tin nhắn nói riêng và các dịch vụ phạm pháp khác trên môi trường mạng. Người dân cũng nên đọc và tìm hiểu những phương thức phòng tránh lừa đảo qua trang dấu hiệu lừa đảo.com của Bộ Thông tin Truyền thông để tự bảo vệ mình trên không gian mạng.